là lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng, mỗi người một ý một phách, không ra cái thể thống gì cả. Bản nát nước nát cái mà không đâu vào đâu. Kìa anh, em xin anh hãy bình tĩnh lại. Bà vừa nhắm mắt nằm xuống, có bao nhiêu việc phải tính phải lo, mà anh em thì rối tung cãi cọ, miệng lưỡi thế gian, dân làng cười nhạo. Bà ra đi liệu có yên không? Nhưng chú thử nghĩ xem, không bực mình sao được. Nói không ai nghe, nói không ai nghe, có mỗi chuyện đón mời thấy thôi, đón mời thấy thôi, sao lung tung. Nói ra mỗi người một ý, nói ra mỗi người một ý, mà để bây giờ, mà để bây giờ chưa xong, việc thi gấp cần làm trước, chẳng ai ưng để tôi quyết, đến giờ này đây chưa biết nên mời ai. Mời ai em cũng thấy có gì khó khăn, có gì khó khăn đâu anh ơi. Trước nay dân làng đều thế, trước nay dân làng đều thế, người đã quy chùa, người đã quy chùa tam mỹ quy, thì khi sống rồi khi mất đều tuân theo luật trong pháp, rước nghĩ mời tăng ni, kinh nghi mõ siêu cầu siêu. Thì tôi có bảo không đâu. Ý tôi là bảo luôn cái chú Nghĩa con nhà ông cụ nhân cúng cho bà. Chú ấy vừa là thầy cúng lâu năm, lại vừa là con cháu trong dòng họ nhà mình. Con cháu cầu cúng cho các cụ thì chả tốt hơn hay sao? Làm thế sao được bác ơi, đành rằng chú ấy là con cháu trong họ. Nhưng... Nhưng sao? Đi cúng cho khắp thiên hạ thì được, cơn cớ gì mà lại không cúng cho các cụ nhà mình được? Bác ơi, các chú ấy chỉ cúng được cho những ai chưa quy y Tam Bảo, chứ còn như cụ nhà mình thì... Khi xưa cha mẹ đã đi nghỉ chùa, đem thân chôn nơi Phật đài nấu nương, cầu Đức Phật từ bi, gia ân chờ che độ chỉ cho thỏa, nguyện nước nhược non bồng, bên giác mai sau gót tiên cánh hạc nhẹ bay về. Non nước Tây Trúc tỏa sen, gót tiên cánh hạc nhẹ bay về. Lòng những son y sắt với tam y quy, ra đi giúp cho đường về nước Phật Tây Thiên. Tăng ni giới dân đủ điều, mà để chân tâm thấm mi duyên Bồ Đề, thân tâm thanh tịnh tuệ thông nhiều, mới có duyên y phục hộ trì vong, bến mê linh hồn được xa rời. Thầy mo thầy cũng nào kém thầy chi, y.
chúng thử nghĩ xem, thầy cúng, thầy mo có đâu kém cạnh cúng mũ thất Phật, mặc áo cà sa, chạy đàn bát khuyết, nghi lễ đầy đủ đầu cuối trước sau. Khi còn sống, các cụ nhà mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ đâu có quy y Phật, quy y Pháp, quy y thầy cúng. Hơn nữa, các thầy cúng thì phàm phu trần tục, đâu có hành điều răn giới của đấng chí tôn. Thân tâm vương víu trần ai, kêu sao thấu ngôi vàng chói sáng. Còn với các bậc tăng ni thì cất bước đi tuổi hành, mang trong tâm sắt son niềm tin, cất bước đi tuổi hành, tục trần lạnh xa không mang danh nghi lợi mà để xa rời, tham với sân si một ý lòng. Theo ánh ánh sáng đào từ y bi, sách đã thời cũng đã ghi rằng, xưa kia thánh tăng kiền liên tu hành, tích phúc và công quả y ai bằng. Đức Phật ngài ban lực thần thông ai sánh, mà để tới nơi cứu y cho mẹ già A Tỳ. Giam giữ từ y lâu y, người chân tu giữ mình trong răn giới, kinh mõ rùi mài công quả tích tu, mới mang trí lực tinh thông, cầu được tới đức ngài ban phước. Nói như chúi thì các thầy mo thầy cúng đều không có tác dụng gì sao? Mà đã có con cháu trong nhà làm được thì cần chi phải mời mọc ở đâu? Không, bác ơi, việc các thầy làm đều tốt cả, công đức ít hay nhiều lại do duyên tu luyện mà nên. Còn ở đây, cha mẹ mình đã nguyện tam quy, một lời hứa dốc lòng theo Phật Pháp. Nay khi dài về nghỉ, sống đi bên Đức Phật đi, trên đi đường đưa dẫn đi, có ý gì hơn được nào? Đường đường nghỉ một chân tăng, đạo pháp đi cao huyền thâm mi, gắn bó ý đời tu hành, suốt cuộc đời bên mõ kinh, giúp cho muôn nghèo an ly bình. Nhiều khi quan nghĩ trong mình, ra thế thôi tôi cứ nghĩ, mất rồi thì cần chi, biết đâu đi với về Đức Phật thì muôn xa, liên phiên đi cho xong, sao cứ luôn cầu kỳ, nghĩ cho cùng nghĩ ai biết đâu, miễn sao theo lẽ ta đã làm. Bác à, đây là ước nguyện của mẹ cha,
khi còn sống lên chùa niệm Phật, thác rồi về nương bóng từ bi, là cháu con phải báo hiếu đầu đuôi, làm không đúng thành ra bất hiếu, nơi suối vàng mẹ cha không siêu thoát, tội ta mang có hối hận được không? Rồi sau đây đến ngày 49, rước mẹ lên chùa nương bóng từ bi, nghĩa tử ấy mới là nghĩa tận. Khi ấy tìm ai thay cho được tiếng kệ lời kinh, khuôn phép của chân tăng. Lời chú nói anh nghe bừng tỉnh, những sai lầm u tối xưa nay. Vậy bây giờ ý chú ra sao? Ta mau quyết để tiến hành nghi lễ. Nghinh đón tăng ni mau về đây, lễ nghi hộ niệm mi để mẹ đi thứ y thái nhẹ nhàng. Thế giới tâm mỹ linh cũng như tục trần, sau trước như nhau, việc gì cũng có luật ban. Bổn phận chúng ta luôn phải thấu đầu đuôi, nghi lễ tránh sai lầm mình.